cái quạt đó. Đấy. Đây là một sản phẩm gọi là ép tự nhiên. Giật cho ấy nhé. Anh tập tạ. Đây cái hộp xịt này, oxy này. Còn bóng lắm. Hộp này to này nhỉ. Đây là đấy nha, nhanh nhở của nó nha. Nhưng mà nhìn bóng cô giáo nhỉ. Đi cô giáo. Bồng cái mái lên nào. À cuối nè. Nào nào chào đi. Gì? Nhanh rồi đi ạ.